Đó, nó đặt lại y như là sữa chua ở trong hũ luôn thôi. Xin chào các bạn nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm sữa chua tại nhà bằng nồi cơm điện nha. Thì hiện tại mình cũng đã chuẩn bị 2 hũ sữa chua này, 3 hộp sữa tươi và 1 lon sữa đặc. Và không thiếu đó là cái nồi cơm điện nha. Bây giờ mình sẽ đổ những cái nguyên liệu này vào xoong cơm điện nha. Bước đầu tiên thì giờ mình sẽ đổ cái lon sữa đặc vào trong cái xoong cơm điện trước nha. Và mình lưu ý là những cái dụng cụ mà các bạn làm cái sữa chua này nè, thì giờ các bạn nên rửa cho sạch và tráng với nước sôi đi nha. Rồi thì sau khi các bạn đã đổ lon sữa đặc này vào trong cái xoong cơm điện này hết rồi, bước tiếp theo thì các bạn đổ vào trong xoong cơm điện này 450ml nước sôi nha. Nước sôi này thì mình cũng đã để cho nó nguội một chút rồi. Các bạn đừng có đổ cái nước sôi 100 độ C vào nha, hoặc là nó đang sôi sùng sục mà các bạn đổ vào là không được. Các bạn phải đợi cho nó nguội một chút đi, tầm chắc cũng khoảng 70 đến 80 độ C gì đó. Nói chung là không có phỏng tay của mình nha. Thì giờ các bạn mới đổ vào trong cái xoong cơm điện này nha. Đó là cái mà mình lưu ý. Thì sau khi mà các bạn đã đổ vào 450ml nước sôi tầm 70 đến 80 độ C rồi á, thì bây giờ các bạn khuấy đều. Sau khi các bạn đã khuấy đều rồi á, thì bây giờ các bạn đổ sữa tươi vào nha. Và các bạn cũng khuấy đều. Giờ thì mình sẽ đổ hết 3 hộp sữa tươi vào trong cái xoong cơm điện này luôn. Sau khi các bạn đã đổ 3 hộp sữa tươi vào trong xoong cơm điện rồi, bước tiếp theo các bạn khuấy đều nha. Sau đó thì các bạn tiếp tục đổ sữa chua vào nữa. Bước này là mình làm cho nó tan bớt bọt đi nha. Khi mình khuấy thì nó sẽ tạo bọt rất là nhiều. Nên các bạn nên làm cho nó tan bớt bọt đi. Rồi bây giờ mình sẽ đổ 2 cái hũ sữa chua vào nha. Khi các bạn đổ sữa chua vào thì các bạn cũng vừa đổ vừa khuấy đều lên nha. Sau khi mình đã đổ 2 hộp sữa chua vào rồi, bước tiếp theo thì mình sẽ khuấy đều lên. Thì sau khi mình đã khuấy xong nè, thì nó xuất hiện bọt nè. Bước này thì mình sẽ làm cho nó tan bớt những cái bọt này nha. Đó, mình sẽ để vào trong một góc này, mình ép nó vào trong cho nó tan hết những cái bọt này đi. Sau đó thì mình mới bỏ vào trong cái nồi cơm điện và ủ nha. Bây giờ thì nó cũng đã hết bọt rồi nè, còn sơ sơ thì mình có thể châm trước được nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ bỏ vào trong cái nồi cơm điện. Mình bỏ vào trong nồi cơm điện này ủ tầm 8 đến 12 tiếng nha. Thì bây giờ mình quyết định ủ tầm 10 tiếng. Bây giờ 1 giờ chiều, mình ủ cho đến 11 giờ tối nha, là 10 tiếng. Và bước tiếp theo mình sẽ bỏ cái khăn để che cái lỗ này lại nha. Các bạn cũng có thể lấy miếng vải, các bạn trùm lại cũng được. Mình thì làm đơn giản thôi, chỉ cần lấy cái khăn lớn này mình che cái lỗ thông hơi ở trên là được rồi. Sau khoảng 10 tiếng nha, bây giờ thì cũng đã 11 giờ tối rồi nè. Sữa chua của mình bây giờ nó cũng đã đạt lại rồi nè, các bạn thấy chưa?
Bây giờ mình sẽ dùng cái muỗng múc lên cho các bạn coi nha. Đó, nó đạt lại y như là sữa chua ở trong hũ luôn thôi. Lúc đầu mình bỏ vào thì nó rất là lỏng nha. Khi mà các bạn ủ tầm 10 tiếng á, thì nó sẽ đạt lại. Đó, bây giờ nó đạt lại nè. Dẻo dẻo, mịn mịn các bạn. Chứ nó không có lỏng như hồi lúc mình chưa ủ nữa. Bây giờ thì mình sẽ múc ra ngoài chén nha. Sau đó thì mình sẽ bỏ vào trong cái thùng xốp. Thì bạn nào có tủ lạnh á, thì các bạn bỏ vào tủ lạnh nó sẽ ok hơn nha. Nhà mình không có tủ lạnh thì mình sẽ bỏ vào trong cái thùng xốp này. Mình bỏ đá vào để bảo quản cho nó lạnh và khỏi bị hư nha. Ở bên đây thì mình cũng đã chuẩn bị cái thùng xốp có đá trong đây rồi. Mình bỏ cái chén sữa chua của mình vào trong cái thùng xốp đá này. Giờ thì mình sẽ múc khoảng 5 chén. Mình sẽ bỏ hết vào trong cái thùng xốp này nha. Rồi sau khi mình đã múc đầy vào trong chén rồi, bây giờ mình tiếp tục bỏ vào trong cái thùng xốp đá của mình đây. Tản đá cho nó đều ra nha. Đây mình quay cận cảnh cho các bạn xem này. Cái sữa chua của mình nó đạt lại nè. Và nó nhìn khá là dẻo nha. Như thế này thì mình đã làm sữa chua thành công nha. Sữa đạt lại nhìn rất là hấp dẫn luôn. Nãy giờ thì mình cũng đã có được 5 chén sữa chua mình bỏ vào trong cái thùng xốp và có đá ở trong nè. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại để sáng mai mình lấy ra thưởng thức nha. Rồi bây giờ mình mời các bạn nha. Mình sẽ ăn một cái chén đầu tiên này. Sữa chua ngọt, thơm, mềm mịn, ăn rất là ngon luôn. Mình thấy nó khá là giống với sữa chua mình mua nha. Rồi cái video mình hướng dẫn cho các bạn cách làm sữa chua tại nhà bằng nồi cơm điện cũng dừng tại đây nha. Chúc các bạn làm sữa chua thành công.